Không còi, không gương, không biển số, cũng chẳng có đèn chiếu sáng. Những chiếc xe máy cũ tự chế, trơ khung vẫn cõng đủ loại hàng hóa. Tại đường Lê Văn Lương, không khó để bắt gặp xe máy tự chế chở cả núi các bao tải đựng rác. Số hàng hóa trên phải một xe ô tô tải mới chở hết. Nay chất cả đống lên xe tự chế, cứ thế chạy nghênh ngang trên đường. Tuyến đường Lê Văn Lương luôn đông phương tiện, giờ xuất hiện chiếc xe chở hàng cồng kềnh thì lại càng thêm ách tắc. Theo mình thấy thì xe cồng kềnh trên hiện đường đã chở nhiều hàng lại còn lạng lách gây mất an toàn giao thông, thậm chí là gây tắc đường vào những giờ cao điểm. Còn tại đường Nguyễn Xiển cũng xuất hiện hàng loạt xe ba gác tự chế chở trên mình đồ đạc cồng kềnh, hàng hóa lúc nào cũng trong tình trạng muốn rơi xuống đường, cồng kềnh nghiêng ngả, nhiều xe còn lạng lách đánh võng như đường nhà mình. Vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều ngay ngã tư vào giờ cao điểm. Nguy hiểm nhất là những chiếc xe chở tôn, chở sắt chất cao, dài vài mét, thanh sắt nhọn như lưỡi mác chĩa ra phía trước và sau xe, chằng cao ngang mặt người, không dấu hiệu cảnh báo cho người điều khiển các phương tiện tránh xa, cứ thế thản nhiên lao vun vút giữa phố đông người. Thì là nguy hiểm, đồ thì được chằng trên xe, rất là nhiều chất cao lên nhưng mà lại không được chằng một cách cẩn thận, mà cảm giác là nó sắp rơi xuống đường. Cái điều này nó làm ảnh hưởng đến những cái người mà đi xe đằng sau ấy. Càng những ngày giáp Tết, bước chân ra đường là thấy hung thần. Hung thần chạy suốt cả ngày lẫn đêm, bất chấp. Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2023, cả nước đã ghi nhận hơn 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tự chế chở đồ cồng kềnh. Hậu quả làm 20 người chết, 29 người bị thương. Bình quân mỗi ngày có 38 vụ tai nạn. Còn tại Hà Nội, mới đầu năm 2024 đã có không ít vụ va chạm do xe chở hàng cồng kềnh gây ra. Này thì nó diễn ra rất là thường xuyên, nhất là trong cái dịp cận Tết này thì lại càng xuất hiện nhiều hơn những cái xe là như thế, và nó đang gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Xe gắn máy tự chế thường xuyên vi phạm luật giao thông, các phương tiện này chạy suốt ngày đêm trên nhiều tuyến phố. Nếu có bị xử phạt thì chủ phương tiện viện đủ lý do để bao biện cho hành vi vi phạm. Dẫu biết lao động để mưu sinh, nhưng mưu sinh theo kiểu đánh đổi tính mạng bản thân và gây nguy hiểm cho người khác thì liệu có chính đáng?